Chúng ta chỉ có thể có mô xe ở trên trán của nó có hàng tia sáng. Không biết tại sao rồi cái gì? Cái khuôn mặt của ông khi mà gặp Đức Chúa ở trên núi Sinai 40 đêm ngày đó, cái vinh quang của Chúa vẫn còn phản ánh cái khuôn mặt của ông Mô-sê rực sáng. Đến đó ông ấy xuống, ông ấy nói với dân lời của Chúa, thì dân chúng nói làm sao? Chúng tôi không dám nhìn mặt ông thôi. Đấy, xin ông lấy cái màn và che bớt đi để chúng tôi nói chuyện, để chúng tôi sợ lắm. Vinh quang như vậy các bạn. Cho nên là các cái hình vẽ là các tượng các bản là ông Mô-sê có hai tia sáng ở trên cái trán là vậy. Tuy nhiên chúng ta thấy có một cái bức tượng của Michelangelo tạo hai cái sừng đấy, thấy chưa? Là bởi vì do cái chữ viết hay thì viết là ánh sáng thì lại viết là cái sừng. Thế chúng ta biết là bản văn Kinh Thánh nhiều khi nó bị lỗi chính tả đấy, bản văn là chuyện bình thường nha, lời Chúa đấy. Cho nên là vẫn bị sai theo nghĩa là khía cạnh thể lý, tức là chép tay rồi mắt mờ rồi tai nghe không rõ đấy, vẫn sai như thường nha, nhưng chúng ta vẫn bị. Cho nên là người ta tạc trên trán của ông Harrison những cái lý do như vậy. Hôm nay chúng ta học về ngũ thư, nội dung liên quan đi trên bảng. Ngũ thư ra cái tựa đề chứ, Pentateuch. Penta là năm, con tôm màu là hiểu ngay nhé. Ngũ tức là Penta là năm đấy. Tuch tức là cái gì mà cái tú, cái hồ. Ở đây là từ là thư tức là sách đấy. Năm quyển. Chúng ta đặt mấy câu hỏi như là dẫn dắt cho nội dung ngày hôm nay. Chúng ta có bốn câu hỏi. Torah là tiếng Hebrew, chúng ta sẽ viết chữ là gọi là Torah. Còn mình á, mình sẽ gọi là ngũ thư. Cái này lần trước mà chúng ta học dẫn nhập đó, nhớ câu hỏi bài số 1 đó, và nói cái này. Đối với người Do Thái, người Hebrew thì người ta gọi là Torah nhé. Còn đối với người Kitô hữu mình thì gọi là ngũ thư. Cho nên khi mà mình gặp người Do Thái giả sử vậy, mình bảo là tôi đang học ngũ thư buổi tối thứ ba đó, họ bảo tôi không biết ngũ thư. Và ngũ thư là cái gì? À, Torah, đúng rồi, tôi biết Torah là của chúng tôi thì họ mới hiểu. Đấy. Cho nên đó, phải đúng quy điểm nha. Hebrew thì gọi là Torah hay là lề luật, ta sử ra là lề luật đó. Còn ngũ thư là người Kitô hữu mình dùng nhé. Cho nên dùng nó đúng cái đối tượng đó. Cho nên chúng ta dùng cả hai từ lề luật là ngũ thư, ta hiểu vấn đề nhé, hiểu vấn đề. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, ngũ thư là một sách duy nhất thôi, chứ không phải năm đâu. Ban đầu là một, cho nên tại sao bây giờ lại là năm? Chia thành năm nghĩa là gì và lý do gì? Đấy là câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba đó là khi mà chia năm quyển rồi, chúng ta phải đặt tên cho từng quyển. Vậy cái việc đặt tên như vậy có ý nghĩa gì mà chẳng lắm, cho nên nó chi li. Chia rồi mà phải đặt tên, mà phải đặt nghĩa thành học. Rồi, câu hỏi thứ tư cuối cùng là dựa vào tiêu chuẩn nào mà chia sách như vậy? Dựa vào đâu mà chia thành năm đúng không cơ? Nó là một mà, bạn dựa vào đâu bạn chia, tức là vào quy chuẩn, tiêu chuẩn khoa học đấy. Đó là cái nội dung chúng ta nói ở trên bảng đây. Đây là cái bài nội dung thứ nhất, tên gọi ngũ thư là của mình đấy. Cái chữ ngũ thư ở đâu ra? Chúng ta lấy từ là bản tiếng Hy Lạp. Có đâu phải Hebrew đâu, Hebrew là Torah cơ, không phải ha. Đấy là Hy Lạp. Hy Lạp cũng còn biết đấy. Học Hy Lạp thì học Pentateuchos nhé. Penta chữ A nó nhấn ở trên, tức là đọc nhấn đấy. Penta đọc vậy cũng kỳ quá, đọc nước nước thôi. Pentateuchos. Cho nên nó gồm là nó là cái từ ghép hai từ khác. Penta
là từ Josh. Cái chữ Penta đó, nó phát xuất từ cái chữ gọi là Pente. Pente có nghĩa là năm. Tức là chúng ta thấy con số nó có hai loại, đó là số thứ tự nhé, và con số chúng đếm thì năm, con số năm, số thứ tự là năm, hai cái khác nhau. Ở đây chúng ta dùng con số năm đó. Cái từ của nó là penta, à pente, nhưng mà đưa vào cái từ ghép nó sẽ biến đổi cái gốc đi, nó là penta. Thì chúng ta biết tiếng Anh nó cũng vậy, phải không nào? Nhưng mà ghép từ nó sẽ biến đổi một chút, nhưng mà vẫn nhìn thấy cái gốc của nó. Teuchos có nghĩa là cái túi, là cái hộp. Cho nên chúng ta ghép từ là định nghĩa là ngũ thư, tức là năm cái túi. Lưu giữ năm quyển sách đầu tiên của Kinh Thánh đó. Và chúng ta vẫn gọi là Sáng Thế, Xuất Hành, Lê Vi, Dân Số và Đệ Nhị Luật. Năm cái túi là cái hộp. Các bạn có thể hiểu về danh từ nhé. Bây giờ ta đấu chiếu qua cái từ Hebrew xem là ta nói cái gì. Tại vì cái gốc mới là Hebrew phải không nào? Và khi đã là dịch rồi, trở lại cái gốc là Hebrew xem là họ nói hiểu ngũ thư như thế nào. Đối với người Hebrew á, năm quyển này làm thành Torah. Torah chúng ta dịch hai nghĩa: giáo huấn hay là dạy bảo, đấy là nghĩa gốc của nó đấy. Giáo huấn hay là dạy bảo. Và chúng ta thường dịch là lề luật nhé. Hay là chúng ta biết luật cũng được, biết một chữ thôi, biết hoa lên. Chúng ta nhớ cái nghĩa gốc của nó là giáo huấn và dạy bảo. Còn luật đã bắt đầu là có tổng quát hơn rồi. Chúng ta lưu ý khi chúng ta đọc sách á, thì không biết tùy đó tác giả đã có nhắm như vậy không, mà đây chúng ta nên nhắc chung để chúng ta có cái ý hướng như thế. Chúng ta có hai cách viết. Về cách viết á, khi mà chúng ta viết chữ thường luật hay là lề luật, chúng ta viết thường đó, thì chúng ta ám chỉ cái gì? Các tài liệu về luật nói chung. Đó là nhiều luật lắm, nói chung tổng quát ta viết thường nhé. Còn khi chúng ta viết hoa lên, lề luật viết hoa, thì ta ám chỉ gì? Sách, ngũ thư. Đấy, việc cái cách viết thôi là nó đã ngầm cái cách nhau và ý nghĩa của nó rồi. Cho nên là cái này khi đọc sách á, nhất là các thầy đi học, thần học hay các sơ thì phải để ý thôi. Mà chúng ta thì ít hơn thì, nhưng mà cũng biết nên vậy, nên biết. Như vậy nói là khi chúng ta đọc Kinh Thánh Tân Ước đó, thì chúng ta thấy là Chúa Giêsu hay dùng cái từ gọi là lề luật và các ngôn sứ, đúng không? Chúng ta vừa mình đi chủ nhật thứ hai lễ hiển dung đấy, Chúa hiển dung đấy, lề luật các ngôn sứ. Cái chữ lề luật nó viết hoa đấy, thấy chưa? Đó là ám chỉ ngũ thư, bởi vì ngũ thư tức là Kinh Thánh của người Hebrew, và thêm ngôn sứ nữa. À, cái lưu ý cách viết này chúng con để ở phút nốt số 1 trang 82 nhé. Bây giờ người Hiếp Ly người ta gọi cái quyển ngũ thư này hay lắm, bằng một cái tên dài thế này này, là cái chấm thứ ba á, hơi khó. Thôi dịch thôi, viết rồi đấy, nhìn mặt chữ vậy thôi là dịch nó ra. Người ta gọi cái cuốn ngũ thư của mình là cái tên thế này này, năm phần năm của Torah đấy. 5 phần 5 của Torah là mấy? 1. Đó là toán học đấy, 5 chia 5 là 1. 5, tức là có 1 phần 5 cái gì? 5 lần như vậy có phải 5 quyển không? Đấy, người ta gọi hay như vậy.
phần năm tức là một thôi, chỉ có một lần rồi thôi, chia thành năm. Hãy để các gọi đây một cái hybrid gọi như vậy nha. Tức là toàn bộ luật chỉ có một luật duy nhất mà chia thành năm, năm là năm quyển đấy. Chúng ta nhớ là trong quy điển của người Hippri đấy, thì là Hippri có 3 phần ha. Nhớ là phải là 3 số 1 ở trên màn hình của các chị. Tô cái màu này nhé, tô ra là tô màu xanh đó. Nơ vi im và cơ thu vi này, nghe có vẻ là nó lạ lắm gì lạ đâu. Tô ra tức là lệ luật đấy chưa. Nơ vi im là ngôn sứ, cơ thu viên là các văn phẩm, đó ba phần kinh thánh đấy, nha, chúng ta học rồi. Và chúng ta thấy là các ngôn sứ và các văn phẩm làm sao phải dựa trên lề luật, tại vì lề luật là cái nền nhé, hai phần kia phải phụ thuộc vào lề luật, chúng ta nhớ như vậy. Cho nên không có lề luật thì ngôn sứ vứt đi nhé, văn phẩm không thể có luôn, lệ luật cái nền tảng. Chúng ta chứng minh xem nó phụ thuộc như thế nào. Chúng ta trong buổi tranh này hay nghe sách ngôn sứ lắm, hay là ngôn sứ Isaiah hay là Jonah gì đấy, thì chúng ta thấy các ông ấy nói cái gì? Ông ấy nhắc nhở hoán cải, đoạn rõ nha, và tố cáo tội con nhà người ta gì? Rồi gặp cái ông ngôn sứ sợ là bị tố cáo thôi. Nhưng mà vấn đề là gì? Tố cáo tội đừng có sợ. Tố cáo tội không phải để mà lên án xong rồi giết chết theo luật, không phải, mà để giúp cho người ta hoán cải. Đấy là mục đích chính đấy. Dù tố cáo ghê gớm thế nào cũng sao hết, là ý định của Chúa dành cho lời ngôn sứ là giúp cho người ta hoán cải đó. Vấn đề ở đây là gì? Dựa vào đâu mà các ngôn sứ kết tội người ta, đúng không? Dựa vào đâu vậy? Dựa vào lề luật. Chúng ta ví dụ một trường hợp của ông vua David nha. Chúa bảo ông Nathan đến gặp David, nói chuyện David quan trọng, kết tội ông ấy. Thì ông David đến kể một câu chuyện, đúng không nào? Có một ông nhà giàu kia, có một con nhiều súc vật lắm, mà có người khách đến thăm, ông không lấy súc vật của ông đấy, mà ông có biết bên cạnh nhà ông, nhà mình có một người nghèo, chỉ có một con chiên con rất là quý như bà ấy, đi ngủ với nó, ăn với nó như bà ấy. Thế mà cái người nhà giàu nó lại ra dẫn tâm và nó bắt cái con chiên con của người nghèo, nó làm tiền, nó đãi khách của nó. Cho ông David sủng lên, tên nó đáng chết. Ông Nam Tham chỉ gây đáng chết. Ông đó là ai biết không? Ông chứ ai nữa đấy. Ông là làm vua biết bao nhiêu vợ, và bây giờ ông còn cướp vợ của ông gì? Uri-cha còn giết người ta nữa đấy. Ông ác không? Chúng ta thấy ông kể khéo và cũng mất lòng, nhưng mà tự động ông ấy tố cáo mình hay đấy. Và cái cách rất là nghệ thuật, rất là khéo nữa. Chứ đâu tố cáo ông vua khó lắm hả? Lộn xộn là ông ấy chém đầu liền cho khỏi nói là xong. Thật là ông tôi và nó tự tố cáo mình. Thì chúng ta thấy đó, vua David phạm hai tội là gì? Ngoại tình và giết người. Thì ngôn sứ Nathan dựa vào 10 điều răn thôi nhé, là thứ năm với thứ chín vân vân nhé. Đấy, dựa vào luật, kết tội là dựa vào luật. Cho nên đấy là một ví dụ để chúng ta chứng minh là gì? Ngôn sứ phải phụ thuộc vào lề luật. Cơ thu vim thì phụ thuộc như nào? Cơ thu vim là các văn phẩm đó, ví dụ như là thánh vị này, đúng không? Thánh vị, rồi sách khôn ngoan, sách cả châm ngôn, sách diễn ca, sách cả giảng viên, sách huấn ca, đó là những văn phẩm đó. Tất cả phụ thuộc vào lề luật là gì? Suy niệm lề luật thế thôi. Suy niệm lề luật. Cho nên tác giả các sách văn phẩm họ suy niệm lề luật xong họ viết ra để cho mình thành lời kinh đấy để mình đọc. Chẳng hạn là thánh vị đúng không nhỉ? Sống và suy niệm nó viết ra thành sách truyền lại cho các thế hệ như mình để đọc.
Bây giờ vẫn đọc thánh vịnh hàng ngày đó Phạm Cơ. Và cái dấu ấn rõ nhất là trong thánh vịnh số 1 đó, là chúng con đọc vài câu đó chính mình nhé. Số 1 thôi, tại vì đầu tiên của văn phẩm là thánh vịnh thảo nào. Phúc thay vì chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi, nhưng nhập bọn với vườn ngạo mạn kiêu căng. Không nhập bọn với bọn kiêu căng, nhưng vui thú với lệ luật Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày. Đấy, câu số 2 nói rất rõ. Vui với lề luật. Cho nên câu đầu tiên của thánh vịnh số 1 đơn giản đã nói lề luật rồi, mà còn khuyên làm sao suy niệm suốt ngày luôn. Mình đâu phải như vậy điều khoản cho tôi phải đi bán hàng đấy. Cho nên chị em nhớ đấy, mình dự lễ sáng thấy hay lắm. Anh không có nhớ hay không đâu, vẫn nhắc anh chị em đã dân chia sẻ là gì, mình dân đi lễ sáng nó nào hay lắm, phải có cái kinh lắm, có cái bao nhiêu hay. Mình dậy sớm mình dân lễ, mình dân lễ buổi sáng là có ý nghĩa hơn. Ví dụ vậy, mình dân tất cả những gì tốt đẹp nhất một đầu ngày mà, đúng không? Cái gì tốt nhất trong ngày mà mình dân lên Chúa rồi, xin Chúa chúc lành cho con ngày sống hôm nay. Đấy. Xong mình nghe tin mừng ha, các cha chia sẻ vài cái ý đó, rồi chúng ta lên lấy một ý chính để chúng ta suy niệm trong ngày sống của mình. Cho dù về ăn cơm sáng xong rồi đi làm, người đi học, người đi công sở, chúng ta cứ nhớ cái ý lời Chúa sáng mà ta nghe đó, để trong lòng mình nè, vừa làm vừa suy niệm cũng được. Đâu có phải là cứ vừa đánh máy vừa suy niệm cũng được nhé. Ai nấu cơm cũng có lời Chúa trong trí mình rồi, vừa nấu vừa suy niệm. Đó là cái này đó. Cho nên làm gì là phạm tội được, phạm cơ khó phạm tội lắm. Mình có một cái ý tưởng gọi là bất chính một cái, tự nhiên lời Chúa sẽ hoán cải mình ngay. Đấy, khó là cái tội lập sự làm vậy. Đúng không cơ? Mình chia sẻ đấy. Như vậy cuộc đời mình nó có ý nghĩa đẹp. Mà đúng như cái câu ta vừa đọc luôn, nhầm đi nhầm lại suốt đêm ngày. Cho dù công việc nó không có cản trở gì hết á, mà cứ làm bình thường và làm với lời Chúa. Đấy, ý nghĩa không? Rồi buổi tối mình về mình lại đúc kết lại thành quả sống ngày hôm nay ha. Rồi lại Chúa, sáng nay con vẫn đi sống như vậy đấy. Con đi làm, con làm việc, con dâng tất cả cho Chúa. Chúa chúc lành đi ngủ. Rất đó đẹp chứ. Cho nên nói là các văn phẩm là có nhiệm vụ là suy niệm lề luật, phụ thuộc trên này, đã đơn giản như vậy. Rồi chúng ta xong cái tên gọi, bây giờ qua chia sách nào. Chia sách câu thứ hai đó, tại sao ta làm một mà chia thành năm. Chúng ta biết đó, người Do Thái cái quyển sách của người ta là cái cuộn, phải không cơ? Cái cuộn đấy, Chúa Giêsu về làng Nazareth, chúng ta nghe hôm qua hả? Tin mừng. Rồi Ngài mở cuộn ra, cuộn bốc ngay cuộn, ngay cái cuộn Isaiah. Đây, cái cuộn của người ta như vậy đấy, phải không cơ? Cái này hơi khó nhé, nó tìm cái đoạn ở đâu nhé, thấy chưa? Đây là lòng, nhưng mà sử dụng quen thì ta có thể có cái phản xạ quen rồi. Nghe cái quyển của mình đây này, ban đầu chúng con mua cái quyển mà không có cái các cái gáy, các cái gáy, thấy không? Bảo ra nhà thờ tìm đồng ở các sơ, các chị bảo là dám dùng tôi các cái gáy này dùng. Tại vì giờ bảo mình mở sách 1 Samuel là giờ phải mất chắc phải 2 phút ý nhỉ? 1 phút ấy chứ, lâu lắm. Bây giờ có cái gánh này đỡ quá, lật đấy, như đi dạy học là phải mất thời gian mà lật liền. Thấy chưa, cái quyển mà nó tiện lợi như này mà còn lật còn lâu đấy, uống gì cái quyển, cái cuộn này. Cho nên ta nắm thực tế liền nhé, cuộn.
người Do Thái đã dùng hình cuộn, và chúng ta thấy ở trên cái bàn có một cái que đấy. Giống như thầy giáo đã có một cái thước để chỉ vào các cái từ đó cho học sinh nó nhìn đó đấy. Tại vì chứng nhất viên rất là nhỏ, cái que ở đầu nó có cái bàn tay đó nha, để có phóng to lên không, cho nên cái ngón tay sẽ chỉ vào từng chứng nhất viên để người ta đọc đấy. Người ta rất là kỹ cái que đấy để chỉ đọc. Đây, cuộn này, và chúng ta là quyển như kia rồi. Rồi tại sao lại năm? Cái cuộn của người Do Thái, cái cuộn lề luật đó là nó dài 33 mét. Đấy, cuộn mở ra đo 33 mét, được chưa? Đấy. Còn về vật liệu làm bằng cái gì, viết bằng cái gì, thường là da. Nếu mà nó bền á, thì người ta sẽ viết trên da, da dê, da mắc tiền mà. Nếu mà nó bền. Và làm sao nó nặng phẳng cân 33 mét thì cái cuộn nó phải bê làm sao vậy, cái túi to. Hoặc là người ta viết trên giấy thì nó nhẹ nhưng mà nó không bền, nó sẽ bị rách. Tùy, chúng ta nói vui là tiền nào cuộn nấy thôi. Nhưng mà lời Chúa đó người ta quý lắm, mắc tiền cũng được. Người ta sẽ cẩn trọng viết trên da. Cho nên người ta thấy nó nặng lắm, nặng và dài. Cho nên nó gây ra một chút khó khăn trong việc sử dụng, đúng không? Có thể vì nó quá dài chăng? Chúng ta quan sát trên màn hình cái bảng chia đó, người ta đếm được đó nha. Một từ có bao nhiêu từ? Từ là cái gì? Ví dụ chữ Chúa đi là một từ nhé. Còn chữ thì trong từ Chúa nó có chữ cà, chữ hà, chữ u, chữ a, nó có tên Việt nha. Từ và chữ. Thì ở đây nó đến từ, nó là một từ có nghĩa đó. Sáng thế 50 chương, người ta đếm được 20.722 tỉnh. Tính độ dài theo kiểu đó đó. Xuất hành 40 chương, 16.890 từ. Ít hơn Lê Vi 27 chương, 12.059 từ. Dân số 36 chương, 16.583 từ. Và chúng ta thấy là sách Dân số, sách Lê Vi gần gần bằng nhau. Và tôi nên bảo lệnh để ý đó. Đề Nghị Luật 34 chương, dân số với xuất hành, để cho em gần bằng nhau. Đề Nghị Luật 34 chương, 14.488 từ. Và chúng ta so sánh đi. Người sẵn đấy là dài nhất hả? Xuất hành với dân số gần bằng nhau. Ít nhất là sách Lê Vi. Đấy, nhưng mà lại tại sao chia được như vậy? Bây giờ chúng ta nêu lý do thần học của việc chia thành năm quyển, đó là cái lý do chính đấy. Còn dài ngắn thì là vấn đề đâu, thần học cơ. Đây, chỗ này. Việc chia sách Torah thành năm quyển ngoài tiêu chuẩn độ dài, thể quá dài chia cho nó ngắn lại để đem đi, nó còn một lý do thần học quan trọng nữa. Khi mà chia năm quyển thì các bạn có thấy làm sao? Người ta muốn làm nổi bật sách Lê Vi. Đấy, bắt đầu tập trung vào tại sao Lê Vi có thể đặc biệt vậy. Nó đặt ở giữa, đấy. Có lẽ là người ta muốn cái tầm quan trọng của nó nằm ở các cái tài liệu được viết ở trong cái cuốn Lê Vi, đó là nội dung của nó. Bây giờ nội dung nó chứa cái gì đây? Chúng ta thấy sách Lê Vi á, nó viết những cái quy định và tiêu chuẩn để xây dựng Israel thành một cộng đoàn thánh. Đấy, cái chỗ quan trọng
tô nó lên đó. Cho nên dân Israel được gọi là dân thánh. Trong sách Lê Vi ở chương 19 câu 2 thì nói như thế này: các ngươi phải nên thánh vì ta là đấng thánh. Đây là chương 19 câu 2, cái chương này quan trọng luôn. Sau này Chúa Giêsu lấy lại đó là, đó là nên thánh là ơn và cứu rỗi của chúng ta, bắt nguồn từ cái gốc là người Hy-ri. Mà đã là thánh thì nó biết rồi, mình không thể sống như những người khác được, phải không? Nó khổ vậy đấy, vinh dự thật. Có vinh dự vất vả lắm, phải sống khác người cơ. Chúng ta gọi là khác người, phải không? Khác người. Người Kitô hữu bị thiệt thòi nhiều vì sống khác người đó. Bây giờ mình cũng vậy thế này. Ví dụ là mình phải giữ luật nghiêm ngặt hơn nhé. Ví dụ mình phải giữ chay chẳng hạn là cũng thấy là vất vả rồi. Rồi đời sống vợ chồng là nó kia phải giữ ngày Chúa Nhật. Nó cứ ngồi suy tính ra, nó tính tỉ mỉ là nó thiệt thòi đấy. Ví dụ giữ ngày Chúa Nhật đi. Ví dụ chúng ta qua bên Hoa Kỳ nó rõ đó. Chiều thứ 6 là nó bon bon lấy xe Ford này, và kéo theo các cái cano đấy. Và nó đi đâu hết mày? Nó đi picnic, nó đi từ chiều thứ 6 rồi nó làm sáng là xong rồi nó nghỉ, bắt đầu nó đưa cả gia đình đi cái xe đó, kéo cái căn ra biển đó, và nó ở đấy là nó đến là chiều thứ 6 tối, đêm thứ 6, thứ 7 chơi, Chủ nhật chơi, đến chiều là nó về, thứ 2 đi làm. Đấy, mà là. Còn mình á bây giờ có đi như họ thì phải liệu liệu đang câu cá nào, 9 giờ thôi tốt, lấy xe chở đi, đi dự lễ Chủ nhật. Đến trưa rồi còn câu gì nữa. Đấy vậy đấy. Tức là mình bị lễ nó phải giữ một phần, nó cắt ngang lên. Còn như người ta là liên tục hoang mạng. Cái nhỏ nhỏ và chúng ta cũng gọi là bất lợi nào lắm đâu. Thế là chúng ta giữ đạo thôi. Có nhiều cái lắm. Cho nên sống không như người khác được. Người ta bảo mình cái tôi muốn sống khác người đó. Chỉ em giáo dân chắc là đỡ hơn, chứ còn tu sĩ lại có tu sĩ. Đi ra chợ mua hàng người ta nhận ra ngay, mà các bạn nhìn cái tư cách là biết ông cha ông thầy rồi. Bảo cái có xấu có để cho kín rồi, nhưng mà cách nói chuyện là cái cử chỉ ông ấy đó, cái bác là giống cha phải không cơ? Thôi bán hàng đi cha với thầy làm sao mà mua thì cứ mua thôi. Nhưng mà họ nhận ra rồi đấy, xong rồi họ bảo thôi vừa bớt này, xong rồi lại cái bà bán hoa quả đấy, thôi để con biếu cha còn nải chuối đi ăn nữa. Không phải lợi dụng nhưng mà đấy mình muốn xấu mà nó được đó. Để khi mua hàng nó cứ không để lấy tiền ok cũng ngại, cho nên cứ lấy đi để đi làm buôn bán đấy. Người ta nhận ra ngay cái khác người của mình. Tôi cứ đến siêu thị là sau đó. Chính vì điều này mà Israel trở thành sản nghiệp riêng, tài sản riêng của Chúa đấy, là ý thức dân thánh và là tài sản riêng của Chúa. Cho nên dân Israel phải giữ luật thánh thiện rất là nhiều. Đó là lý do đó. Cho nên cuốn sách Lê Vi trong đó toàn là luật thôi, để hướng dẫn dân làm sao dựa vào đó mà sống, để là trở thành một dân thánh, đúng không? Và tôi muốn là dân thánh dựa vào đâu mà tôi sống, thì đó là Chúa đưa luật trong sách Lê Vi đó. Cứ đọc như vậy mà sống theo sẽ là dân thánh thôi. Đó là lý do đó. Cho nên đỉnh cao của ngũ thư là gì? Tất cả ơn gọi của mình do Thái của Israel là trở nên dân thánh, tài sản riêng của Chúa. Cho nên quan trọng đó, đặt ở giữa, được chưa? Thì mình cũng vậy thôi, mình nghĩ về mình. Đó là lý do thần học đó, người ta chia thành 5 quyển, không phải chỉ vì độ dài đâu, mà để làm nổi bật cuốn sách Lê Vi Lê, được chưa? Cho nên chủ đề của sách Lê Vi chính là sự thánh thiện của Chúa và sự thánh thiện của dân Israel. Đấy, nó đề cao cái chủ đề thánh thiện.
Đấy, một lý do đó thôi nhé. Rồi, xong rồi. Phần thứ nhất là xong nhé. Vậy ta qua phần thứ hai gọi là gọi tên. Chia thành 5 quyển. Và phải đặt tên cho từng quyển và từng tên gọi như vậy có ý nghĩa gì. Bây giờ chúng ta phải có hai cách đặt tên. Bây giờ chúng ta đi bảng Hippri trước đi nha. Đi Hippri trước cho nó dễ. Chúng ta đi Hippri và Hy Lạp. Chúng ta đi Hippri trước. Người Hippri đặt tên sách của họ dựa vào đâu? Trên màn hình viết như vậy, ta chỉ cần nhắc một tí thôi nhớ. Họ lấy cái từ đầu tiên, họ lấy từ đầu tiên của cuốn sách làm tựa đề của sách luôn. Đấy là xong nhé. Và sau này chúng ta thấy các văn kiện của Đức Giáo Hoàng, của Tòa Thánh cũng bắt trước thì phải, cũng chắc thì đúng là các văn kiện cũng lấy cái từ đầu tiên nhé của văn kiện đặt tên cho tựa đề của văn kiện luôn. Ví dụ ánh sáng muôn dân là từ đầu vô một cái, ánh sáng muôn dân là Thiên Chúa, ví dụ vậy ha. Đấy, lấy cái tựa đề, lấy cái chữ đầu tiên đó đặt luôn là tựa đề cho văn kiện đó. Bây giờ vẫn như vậy, truyền thống của giáo hội rồi có lẽ bắt trước truyền thống Hippri rồi. Chúng ta áp dụng vào trong năm quyển này. Ai có giác sách ấy thì phải mở để chứng minh nha. Nó mở cũng sáng thế trước. Nên là có máy máy điện thoại bật của nó cũng có giải kinh một đường. Chúng ta thấy sách sáng thế. Tại vì tiếng Việt ở đây á, các anh chị em phụ giải kinh lấy ở từ bản Hippri dịch nha. Cho nên chúng ta dễ rồi. Nào, ta đọc cái từ đầu tiên của sách sáng thế nào. Từ đầu tiên là gì? Lúc khởi đầu. Lúc khởi đầu của mình là tiếng Việt là ba từ. Dịch là nó mất cái gốc của nó rồi. Nhưng mà tiếng Hippri nó chỉ có một từ thôi. Từ của nó trên màn hình là Bereshit. Lúc khởi đầu đấy chứ. Dịch là ba từ mà người ta chỉ có một từ thôi. Nó phải hiểu nha. Đó cho nên là đối với người Hippri mình gọi là sáng thế, nhưng mà người Hippri thì gọi đây là sách, là sách này của tôi là sách lúc khởi đầu. Thế là chưa em? Đấy là người Hippri, ta phải nói sách lúc khởi đầu nha, chứ không sáng thế đâu, hiểu đâu. Vậy nội dung của sách này là gì? Sách muốn nói đến sự kiện nền tảng tuyệt đối. Sự kiện nền tảng tuyệt đối tức là việc tạo dựng được kể trong sách sáng thế và nó là tạo dựng trời đất muôn vật, tạo dựng nhân loại và rồi cuối cùng là tạo dựng gì? Dân Israel. Đấy, ta để ý ba cấp đó. Bắt đầu là trời đất muôn vật là vũ trụ trước, sau đó đến nhân loại ba nam á, sau đó là đến dân Israel. Đấy, có ba thứ tạo trong đó. Cái việc tạo dựng là tuyệt đối. Tuyệt đối là chỗ nào ạ? Chúng ta thấy là cái việc tạo dựng là cái việc là từ không, không có hay có. Chỉ có Chúa mới làm được thôi, phải không nào? Chỉ có Chúa mới làm được chuyện đó thôi. Cho nên động từ bara là tức là chúng ta dùng từ tạo dựng là sáng tạo. Theo nghĩa chặt đó, là cái từ đó chỉ dùng cho Chúa thôi. Còn chúng ta thì có tạo dựng không? Hay là ta tạo dựng không thể dùng cái chữ đó, mà là ta sáng tạo hả? Thì được. Nhưng mà ta phải hiểu đó. Tức là chúng ta muốn làm cái bàn này đi ha. Thì ta phải lấy gỗ. Gỗ ở cái cây. Cây ở đây, cây ở cái hạt. Đấy, cái truy đâu về gốc. Thì nó đã có sẵn rồi. Nó phải từ cái gì có sẵn. Ví dụ hạt giống đi, nó đã có sẵn. Chúng ta đâu có làm được cái đó. Đó là Chúa làm ra cái hạt giống đó. Mình lấy hạt giống đó, bây giờ mình tạo ra, mình sáng tạo ra cái vật khác. Tất nhiên được không nào? Đó, hai chữ sáng tạo.
tuyệt đối ở đây là của Chúa nhé, còn mình chỉ là tương đối thôi, trong nghĩa là mình lấy cái đã có nhé để làm ra một cái có khác, được chưa? Như là Chúa là từ không thành có. Rồi quyển thứ nhất xong vậy thôi, rất dễ. Quyển thứ hai chúng ta bảo là xuất hành là trong cái từ đầu tiên là nói cái gì? Dịch tiếng Việt đó, để chúng ta phải cẩn thận. Sau đây là tên những con cái Israel đã đến Ai Cập với ông Gia-cóp, mỗi người đem theo gia đình của mình hai chấm: Reuven, Simeon, Levi, Judah, vân vân. Ta kể từng tên ra đúng không nào? Tên 12 con cái Israel mà. Như vậy thì đoán xem ta tập trung vào cái chữ nào, cái từ nào? Những, đây là tên, dịch như vậy có lẽ là phải. Người ta dịch là tên những người con nhé. Số nhiều nó phải nằm ở cái gì? Cái tên cơ. Đây là những tên của người con, của các người con ông gia có. Những tên cơ mới là chuẩn nhé. Những tên, số nhiều. Và ở trong đây dịch là tên những, để ý. Chúng ta sẽ tập trung vào chữ tên thôi, tên gọi đó. Shemot. Đó, cái từ đầu tiên của trong sách Hebrew nó viết là những tên gọi. Cho nên sách xuất hành người Do Thái sẽ gọi là sách những tên gọi. Những tên gọi là nghĩa là gì? Nó ám chỉ tới danh sách những người di cư sang Ai Cập cùng với ông Gia-cóp. Danh sách đó được nói ở câu 1 tới câu 5. Chúng ta đọc nhé. Rồi tên gọi nào? Thứ câu số 2 là Reuven, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulun, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad và Aser. Đấy, 12 người con đấy. Dòng giống ông Gia-cóp tính tất cả là 70 người. Ông Giu-se thì đang ở bên Ai Cập, phải kể cả ông Giu-se luôn. Rồi ông Giu-se qua đời, cũng như anh em ông và tất cả thế hệ đó cũng qua đời. Con cái Israel sinh sôi nảy nở nên đông đúc, ngày càng hùng mạnh, họ lan tràn khắp xứ. Chúng ta đọc tới câu 5 thôi nhé. Đã là sao? Vậy là rõ rồi nha, tên ý nghĩa. Quyển thứ 3, năm vào quyển thứ 3 sang đời đầu tiên rồi. Đức Chúa gọi ông Môsê. Như vậy cái tiếng Hebrew á, nó dịch là người đã gọi. Người là ai? Để sao biết ở bên trong chỗ gọi mô đó là Đức Chúa. Nhưng mà tên sách thứ 3 của người Hebrew đây là người đã gọi. Được chưa? Sao đây vì á? Người đã gọi nghĩa là gì? Xem nào. Chúng ta đọc cái câu 1 ta thấy rõ rồi. Đức Chúa gọi ông Môsê và từ lều hội ngộ người phán ông rằng, gọi phán Môsê đến để dạy đó, để phán dạy điều gì đó. Trong đó ông sẽ nói lại với dân. Đó là ý nghĩa của cái tên gọi. Nhắc nhớ hành động của Đức Chúa gọi Môsê đến trước lều hội ngộ. Lều hội ngộ là chúng ta coi hình rồi nhé. Ông Môsê phải đi vào bên trong nó gặp Chúa đó. Ở trong lều hội ngộ thì Chúa ngựa trên cái gì? Cái hòm bia ấy nhé. Cái tòa của Ngài, có biết cái tòa của Ngài nằm đâu không? Cái hòm bia ở trên cái nắp hòm bia nó có hai kêu-bin xòe cánh đúng không? Hai cái cánh dựng lên, đứng lên như là cái ghế này này. Cái ghế. Còn hai cánh kia xòe ra ngang đúng với cái ghế nhỉ? Đó là tòa của Chúa đấy. Nhưng mà Chúa thì không nhìn thấy, cho nên chỉ thấy cái cánh thôi. Cho nên chúng ta người ta vẽ này sẽ làm cái tia sáng ở giữa cái cánh đó. Chúa đấy. Đấy là nói chuyện. Rồi, quyển thứ 3 xong. Quyển thứ 4. Người ta gọi là... Ta cứ mở một
xem này. Trong bản dịch người ta ghi này, tại sa mạc Sinai. In á, in á, trong hay là tạo của mình. Sách này sẽ gọi là trong sa mạc. Trong sa mạc nghĩa là gì? Chúng ta thấy sách Dân Số đó, bối cảnh của sách Dân Số là mô tả dân Israel đang ở trong sa mạc. Toàn bộ sách là vẫn ở trong sa mạc, đúng không nào? Đi trong 40 năm đó. Cho nên chúng ta mới thấy ý nghĩa của cái tên gọi là cái gì? Bối cảnh hóa địa lý. Thế vậy thôi, tức là sao? Tức là mô tả dân Israel đang đi ở trong sa mạc, là bối cảnh của nó gì? Địa lý đó, đang ở trong sa mạc. Tất cả sách chỉ trong sa mạc. Nhưng mà tập trung vào những lời đúng không này? Devarim là số nhiều những lời. Cho nên cái sách này gọi là sách những lời. Là lời nào của ai? Lời mà ông Môsê nói với toàn thể dân Israel bên kia sông Giô-đan, trong sa mạc, ở thung lũng Arava, đối diện với suốt vân vân ở nơi chốn thôi. Chúng ta giải thích cái tựa đề những lời. Chúng ta thấy trong sách Đệ Nhị Luật nó có 34 chương, nó có 4 diễn từ dài. Discourse, diễn từ là cái bài nói chuyện rất là dài. 4 nhé. Của ông Môsê nói với dân Israel. Bây giờ 4 cái bài, 4 diễn từ đó là 4 cái nào? Chúng con sẽ hướng dẫn mở nha, nó dễ lắm. Diễn từ thứ nhất là cái chữ những lời là chương 1 câu 1. Thấy rồi ha, là một ta mở sách ha. Diễn từ thứ hai được đánh dấu ở chương 4 câu 44. Rồi ta mở lên nó sẽ chỉ. Thì đó chúng ta thấy trong sách dịch đó người ta ghi cho mình cái tít to ở trên là gì? Diễn từ thứ hai của ông Môsê. Chúng ta đọc câu 44 sẽ có cái chữ nào để chúng ta tập trung vào. Đây là luật mà ông Môsê, tập trung vào chữ nào ạ? Luật. Luật là lời đấy. Nhá. Một tí chúng ta sẽ chứng minh cho luật là lời luôn. Được chưa? Và đánh dấu chữ luật chứ gì? Hai rồi ha. Tiếp dài lắm. Ủa, cho đến chương 28 cơ mà. Yeah. Nào, 28, 6, 9. Thì đó, người ta cũng ghi cho một cái tít lớn đó. Diễn từ thứ 3 của ông Môsê, nó đọc câu 6, 9. Đây là những lời của giao ước, chữ lời ha, ở trên những lời luôn. Là ba rồi, đó, ba diễn văn rồi đấy, ba diễn từ rồi đấy. Cuối cùng, chương 33 câu 1. Đây là lời, chữ lời ha, nhưng mà lời gì? Chúc phúc. Đây là cái gì? Chúc cuối cùng của ông Môsê, chúc ông qua đời đó, giống như một cha trong gia đình đó. Ông ấy chúc phúc cho 12 chi tộc xong là ông qua đời đấy. Đấy, đây là gì? Chúc đây nhỉ? Cho nên chúc đó. Có phải là 4 diễn từ chưa? Dựa vào 4 cái chữ đó đó. Nhưng mà tổng kết lại thì nào? Những lời là một. Để cái thứ hai là cái gì? Luật, đúng không? Thứ ba là gì? Những lời của giao ước, đúng không? Và thứ tư là lời chúc phúc. Lời chính là luật đấy. Để chứng minh nhé, có nhiều chữ lắm. Chúng ta mở Thánh Vịnh 119 chứng minh nha. Và tôi đã chứng minh đây đấy.
119. Với các bác giáo dân, anh chị em đã có đọc Kinh Thần Vụ không? Có hả? À, các bác làm bảo sẽ thấy rõ. Tu sĩ thì nghiêm nghiêm rồi. 119 đòi mở, ta thấy người ta để cái tiết gì? Ca ngợi lề luật. Chúng ta xem một câu mỗi câu 8 thôi. Câu 1 đến câu 8 có 8 câu. Nó xếp rất là hay. Trong mỗi câu sẽ có một từ liên quan tới lề luật đó. Mà ta tìm nha. Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời, chữ nào ạ? Rồi, một chữ nha. Câu thứ hai. Hạnh phúc thay ai tuân hành thánh ý, ý Chúa, hết lòng hết dạ kiềm tìm kiếm người, chữ gì? Đúng rồi. Hai. Câu ba. Họ không làm điều ác, cứ đường lối Chúa mà đi, chữ gì? Ok. Bố vâng lạy Chúa, Ngài đã ban huấn lệnh, vân vân, huấn lệnh. Ước mong sao con hằng vững bước theo thánh chỉ Ngài ban. Rồi. Để con không xấu hổ khi nhìn lại các mệnh lệnh của Ngài. Rất là tốt nha, rất rõ rồi đó. Con thành tâm dâng lời cảm tạ vì được biết những quyết định công minh của Ngài. Quyết định. Câu 8. Thánh chỉ Ngài con xin tuân giữ, xin Ngài đừng nỡ bỏ rơi con. Chữ gì? Có phải 8 chữ trong 8 câu không? Chúng ta xem thấy cái gì? Cho nên á, câu đầu tiên là lệ luật chứ gì? Luật pháp á. Luật pháp, ý người ta muốn nói cái gì? Ông cho Thánh Việt thì muốn nói cái gì? Dạ, cái đấy bằng nhau hết. Cho nên thơ là sẽ dùng 8 cái chữ khác nhau cho nó hay. Chứ đọc một chữ nó đâu có hay. Cho nên bằng chứng đó, luật pháp chính là ý Chúa, đúng không? Và câu 2 cái gì? Ý Chúa chính là gì? Đường lối. À, đường lối chính là huấn lệnh. Huấn lệnh chính là thánh chỉ. Nó rất là liên quan như vậy. Và thánh chỉ chính là mệnh lệnh. Mệnh lệnh chính là quyết định. Và quyết định chính là thánh chỉ. Đó, tám chữ đấy. Mà nó hay lắm. Tương tự như vậy, anh chị có thể về cứ ngồi mà suy nghiệm. Chúng ta thấy là đến câu 9 đến câu 16 và 8 câu tiếp theo cũng giống như vậy luôn. Chúng ta thử trắc nghiệm một lần nữa xem nào. 9-16. Làm thế nào giữ được tuổi xuân trong trắng? Thưa, phải tuân theo lời Chúa là một. Lạy Chúa con hết lòng, hết dạ kiếm tìm Ngài. Xin chớ để con làm sai. Đúng không? Đấy, và lại đó. Lời Chúa hứa lòng con ấp ủ, để chẳng bao giờ bội nghĩa bất trung. Lời Chúa. Lạy Chúa có dâng lời ca tụng thánh chỉ Ngài, được chưa? Môi con hằng nhận biết nhắc lại các quyết định, tuân theo thánh ý là sao? Con sẽ gấm suy huấn là con vui thú với thánh chỉ Ngài. Ở dưới có chữ lời Ngài nữa đến luôn, được. Có phải không? 8 chưa? 8 câu và 8 chữ. Đấy. Như vậy đó là chứng minh rồi nha, luật Chúa chính là lời Chúa, chính là mệnh lệnh. Đấy, chúng ta hiểu như vậy nó dễ. Rồi ta tổng kết lại đó. Tên gọi của sách lề luật history gọi như vậy đó. Nhá. Sau này người ta nói như thế lạ nha. Ta biết là ta chuyển qua sách ghi lại sao, ta đọc tên là sao. Ghi lại. Hy Lạp thì người ta không lấy cái từ đầu tiên của sách đọc cho nó giống như là hít tinh đâu, mà nó dùng là nội dung đó. Quyển thứ nhất tiếng Hy Lạp sẽ gọi là Genesis, những cái chữ đầu tiên Genesis, nghĩa gốc của nó là thế hệ. Thế hệ, chúng ta thấy nó có cái chữ sinh ở trong nó chứ gì, phải không nào? Đời cha đến đời con thì có chữ sinh chứ, tạo ra con đến cháu có chữ sinh, đấy, ngầm hiểu, có sinh.
tiếng Latin sẽ bắt chước theo, tức là bản Latin Vulgata của thánh Jerome ấy, ngài bắt chước theo, ngài sẽ đặt tên là Genesis theo tiếng Hy Lạp luôn. Thế thì cái tên gọi có nghĩa là gì? Và chữ Genesis ở đây đâu ra? Chúng ta thấy ở tên sách lấy cái chữ Genesis ở chương 2 câu 4. Chúng ta có thể mở ra là Sáng Thế chương 2 câu 4. Đây là gốc tích trời đất. Đó là chữ gốc tích đấy. Gốc tích cái thế hệ chưa bao giờ bằng nhau, nhà nó khác rồi đó. Nhưng mà đây là cái bản dịch trong tay của chúng ta là bản dịch từ tiếng gì? Tiếng Vy, nó khác, thấy chưa? Cho nên ở đây nó sẽ là gốc tích chứ. Nhưng mà trong bản Hy Lạp nó gọi là Biblos, Biblos đó là sách đấy. Đây là chữ Genesis, đây là chữ Geneseos, tức là sách của các thế hệ nó đấy nhá. Đây chúng ta coi như là con viết ra xem nó dịch nổi không. Là học cao cấp quá đi. Đấy, biết là tiếng Hy Lạp. Bên dịch tiếng Anh thì ngon lành rồi. This is the books of the origin. Đấy chưa? Đây là sách các nguồn gốc chứ gì? Thế hệ. Nguồn gốc của trời và đất. Đấy, chỉ để chỗ đó thôi. Chúng ta dịch từ bản Hy Lạp đó. Bản Hy Lạp màu tô màu xanh, thấy không? Biblos, Genesis, thế hệ nằm ở đây. Origin, nguồn gốc. Nhưng nó sẽ là thế hệ đó. Rồi, thôi cái đấy bỏ qua, tôi biết chỉ là lấy chỗ nào thôi. Nghĩa của nó là gì? Là cái chấm thứ hai đó. Muốn nhấn mạnh tới gì? Hành động sinh ra. Tức là trời đất sinh ra từ đâu á nhà, nhân loại sinh ra từ đâu, dân Israel sinh ra từ đâu, sinh ra và tạo dựng, đúng không? Đấy, cũng là cái chuyện đó, nhưng mà có chữ sinh ra được kể lại ở trong sách Sáng Thế nhé. Và tiếng Việt chúng ta dịch chữ Sáng Thế lấy từ đâu ạ? À? Dạ, lấy từ tiếng tiếng gì? Tiếng Hy Lạp nha. Của chúng ta bản dịch thì người ta lấy từ bản Hebrew, còn cái tên gọi người ta lại lấy theo bản Hy Lạp. Thế hệ ở đây người ta dịch là Sáng Thế đó nhé, dựa bản Hy Lạp dịch tên gọi chứ không dựa bản Hebrew. Hebrew thì phải gọi đây là sách gì, lúc khởi đầu cơ mà, thấy chưa? Và đây gọi là Sáng Thế là dựa Hy Lạp. Quyển thứ hai Exodus, cái này thì quen quá đi đó. Tiếng Latin sẽ là Exodus. Chúng ta cái bộ phim là rất là hay đây này. Nhưng mà cái bản cũ, phim bản cũ hay lắm. Bản mới nó vẽ chưa? Nó đẹp rồi về chất lượng thôi, chứ còn bản cũ vẫn hay. Exodus. Ex là đi ra. Odos là con đường. Đi ra khỏi con đường. Đấy là nghĩa gốc của mình, là chỉ do dịch tạm thời là ra khỏi thôi. Ra khỏi, chúng ta đọc xuất hành là gì ra khỏi đâu? Ai Cập và gọi là thiêng liêng lên một tí là ra khỏi kiếp nô lệ, đúng không nào? Để địa lý là ra khỏi Ai Cập, còn thiêng liêng lên gọi là ra khỏi kiếp nô lệ. Muốn nhấn mạnh cái chủ đề chính mà phần thứ nhất của sách xuất hành á, sách xuất hành có 4, có đến 6 phần cơ. Thì người ta muốn nhắm cái phần thứ nhất thôi. Phần thứ nhất bắt đầu từ đâu? Từ đầu sách là chương 1 câu 1 cho tới chương 15 câu 21. Đấy là phần thứ nhất đó. Người ta lấy ý từ cái đoạn thứ nhất này thôi, là nghĩa là ra khỏi. Thì chúng ta thấy xuất hành chương 14, tức là phép lạ biển đỏ. Nhớ không nè? Là biển đỏ. Chương 15 sẽ là cái bài ca chúc tụng. Chúng ta sẽ đọc vào đêm phục sinh đấy. Chúng ta mở ra kiểm tra là xuất hành.
chương 14 là người ta kể cho mình cái bài đọc là câu chuyện vượt biển đỏ, nước tách đôi đó vân vân. Qua chương 15 là gì? Bấy giờ ông Môsê cùng với con cái Israel hát mừng Đức Chúa bài ca sau đây chấn họ ca rằng. Đó là hết, hát sau cái bài là hết tập tiếng nhất luôn, đúng không nào? Tôi xin hát mừng Chúa đấng cao cả uy hùng, kỵ binh cùng chiến mã người xô xuống đại dương là hai ha. Đó là hết đó, hết tập tiếng nhất luôn đó. Có phải là ra khỏi chưa? Vượt biển đỏ tức là xong rồi đấy, hoàn toàn được tự do. Chữ ra khỏi nghĩa là gì? Tức là cuộc khởi hành của Israel từ Ai Cập nhờ hành động giải thoát của Thiên Chúa nha, phải nhờ Chúa đấy chứ mà mình tự đi được đâu. Nhưng mà Chúa làm qua ông Môsê, đấy là thấy cái thứ tự như vậy, chính yếu là Chúa và Chúa làm qua ông Môsê. Chúng ta chậm chậm suy tư cuộc sống mình nó như vậy luôn đấy. Bây giờ Chúa không có hiện ra mặt đối diện trực tiếp với mình đâu, phải không nào? Chúng ta thấy Chúa vẫn làm việc nha, kỳ diệu lắm, qua những trung gian trong cuộc sống mình. Ăn thua là vẫn nhận ra hay không nào? Chúng ta tập nhận ra Chúa hoạt động trong cuộc đời mình. Chứ bây giờ đâu cần Chúa phải hiện ra, đâu cần Đức Giêsu phải hiện ra, phải không nào? Còn vẫn hoạt động nha. Ngày xưa Chúa đã làm như vậy rồi, Chúa đâu có hiện ra mà làm. Chúa bảo ông sẽ làm hết. Bây giờ cuốn sách thứ ba, cuốn sách thứ ba gọi là sách Lê Vi, tên của nó là Leviticon, tiếng Latin sẽ là Leviticus, nghĩa của nó là tính từ đó liên quan đến thầy Lê Vi. Đấy chứ, gốc của nó là cái gì liên quan đến thầy Lê Vi? Chúng ta biết rồi, trong luật Do Thái thì cái ông Lê Vi được Chúa giao nhiệm vụ là lo phục vụ lều hội ngọ, đúng không nào? Lo chuẩn bị để giống như là ở nhà thờ bên này là cái ông mà lo phòng thánh, ví dụ vậy nhé. Chuẩn bị cắm hoa, quét dọn, chuẩn bị lễ áo các miếng. Đấy, là có bữa đấy, chuyên lo phục vụ nhé. Thầy Lê Vi là như vậy. Liên quan đến thầy Lê Vi là những công việc liên quan đến ông thầy đó. Cho nên chỉ loan quan trong thánh điện thôi, trong lời hội ngộ thôi. Ông Lê Vi, chúng ta thấy Lê Vi là một chi tộc nhá. Cái tên Lê Vi đó, ông Lê Vi là người con thứ ba của ông Gia-cóp, đúng không? Và có đứng đầu là ông Lê Vi, nhưng mà ông là chi tộc Lê Vi, là chi thứ ba. Lê Vi có nhiệm vụ là gì? Trợ giúp các tư tế trong việc phục vụ Chúa, giúp các thầy tư, giúp các tư tế nha. Có lẽ ông Lê Vi này có thể ý ví như là ông thầy Sáu bây giờ ấy nhá. Có thể ví thôi nhá. Phụ cho các tư tế và phụ cho cả ông thượng tế nữa, và đức giám mục bây giờ ấy. Nó so sánh thì nó dễ so sánh thôi nha. Thì cũng lo việc phục vụ. Nhưng mà cái ý thứ hai của chúng ta lấy cái ý thứ hai mới là cái ý chính nha. Qua cái tên gọi liên quan tới thầy Lê Vi, sách muốn nói cái gì? Sách muốn nói tới toàn bộ luật phục tự cơ. Tức là các công việc trong phục tự phải làm cái gì đó. Chúng ta lấy một ví dụ đi, cái này nó không cụ thể, lấy một ví dụ. Nó nhiều thứ luật lắm. Đấy. Lấy một ví dụ cụ thể luôn cho rồi. Chúng ta mở chương 10 Lê Vi câu 1. Các chị em có thể đọc trước vài câu, đọc trước đi. Đúng không?
nó sẽ giải thích nó. Đọc xem người ta nói cái gì, chương 10 đó, 5 mấy câu đầu thôi nhé. Năm câu đầu thôi, đọc xem nào, đọc nhé. Liên quan tới vấn đề phụ tự luật đó nhé. Lấy một ví dụ thôi, nó nhiều lắm, thì nó lại nó mới rõ. Thế về lòng lấy ví dụ thôi, chung chung nhiều lắm. Hai người con của ông Aharon, Aharon là thượng tế nhé, là anh của ông Mô-xê đấy, đúng không nào? Ông ấy có hai người con là tư tế, con là tư tế, một thượng tế chỉ có một thôi, tên là Nadab và Abihu. Mở cái hình này ra cho nó rõ. Mỗi người lấy bình hương của mình, bỏ lửa vào, rồi đặt hương lên trên, giống như mình vẫn làm ấy nha, than á, rót hương lên trên giống giống vậy đó. Họ tiến dâng Đức Chúa lửa phàm tục, điều mà người đã không truyền làm như thế. Thấy chưa, luật làm sai luật ở đây này, có chuyện xảy ra. Bấy giờ lửa từ trước nhan Đức Chúa phát ra thiêu sống họ luôn. Bảo nhãn tiền nha, kinh lắm nên người bộ sọ. Họ đã chết trước mặt Đức Chúa luôn. Ông Mô-xê nói với ông Aharon, đó là điều Chúa đã phán sao? Giữa những kẻ đến gần ta đó, ta sẽ biểu dương sự thánh thiện. Trước mặt toàn dân, ta sẽ thấy vinh quang của ta. Sao nữa? Ông Aharon thinh lặng, hài lòng. Thế đó đã. Là ý nghĩa là cái gì? Chúa giận đó. Lần trước chúng ta có quay phim và chúng ta thấy trong lều hội ngộ đi vào gian cung thánh, phải chưa? Trong đó nó có cái gì? Có một cái bàn thờ, cái bàn hương, đúng thấy chưa? Bàn hương cái rèm đó. Là mỗi ngày đó là tư tế phải thay phiên nhau vào sông hương. Đấy, vừa đang nói đây này. Sông hương cho Chúa. Nhưng mà lấy lửa ở đâu ạ? Lấy lửa ở đâu? Lấy than lửa đó. Để chúng ta thấy trong lễ hội cổ nó có cái ngọn đèn bảy ngọn đấy, phải không cơ? Lấy lửa trong đó đó, trong đó là lửa thánh, lửa thánh thiện. Và trong bản văn thì mấy ông lấy lửa gì ạ? Lửa phàm tục là lửa gì? Lấy lửa ngoài, chúng ta nói vui vui là ông lấy quẹt ra trong túi được không? Bật kẹt kẹt, tức là lấy lửa ngoài trại đúng không nào? Lửa phàm tục, lấy lửa đun củi nhà mình, là quẹt ga đấy, sâu đấy là lửa. Chúa phóng lửa từ đâu nào? Từ đâu? Từ cái hòm bia bên trong đấy, sâu mà đang sâu, Chúa phủ lửa ra từ bên trong ấy, thiêu luôn hai đứa. Dữ không? Đấy, người ta sợ vậy đấy. Đó là luật phụ tử đấy, đúng không? Ta hiểu đó là một vấn đề thôi. Sông hương là phải lấy lửa từ trong lều mà sông, chứ không có lấy lửa bên ngoài mà chết dám chịu. Tại sao ông Aharon thinh lặng? Cái chỗ này mầu nhiệm, không nghĩ gì nữa. Cái tội bảo rồi. Chết coi hai đứa của tôi rồi. Nhiều suy tư lắm, bây giờ mình bảo nó đâu có nói. Có thể ông nghĩ cái câu ở trên đó. Đấy, đến gần Chúa là phải thánh thiện nhá, ông tin lấy được thánh hiến đó. Có nghĩ thánh hiến rồi. Và lửa thì phải lấy lửa bên trong, đó là thật được thánh thiện luôn. Đấy, đến gần Chúa là phải thánh thiện. Và bằng không Chúa phạt như vậy là để làm sao cho những người, cho dân Israel kinh sợ gì? Mà phải ý tứ khi đến gần Chúa, đó là vinh quang của Chúa đấy.
Có cần thêm một ví dụ nữa không? Một ví dụ nữa đi. Có biết mà ông vua David đưa cái hòm bia từ cái lều về đền thờ cho lên xe bò không? Ông nhớ đoạn đó không? Đi giữa đường có chuyện gì xảy ra? Cái xe bò đó nó vấp phải hòn đá, nó nghiêng thì làm sao? Hòm bia nó đổ. Ông nào đỡ vậy? Tôi xin lỗi một ông giáo dân. Cái ông là về giáo dân thôi. Ông ấy ý ngay lành đó. Ông hòm bia đổ vào Chúa mà ông ấy đỡ. Đấy, nó phải sao? Làm sao? Chết liền tại chỗ. Làm sao Chúa áp hết? Thế là chỉ giải thích đi. Phải làm sao? Ông có ý tốt mà sao Chúa lại có vẻ ác ôn vậy? Chị thấy sao? Con thấy Chúa ngộ. Giải thích nha. Vấn đề không phải là Chúa ác hay không ác, mà đây là luật, được chưa? Luật phục tử đó. Phục tử nói cái gì? Ai được đụng vào hòm bia? Tư tế là thầy Levi thôi. Nhá, được thánh hiến đàng hoàng đó. Cái tay được sạch má. Cho nên Chúa đã dặn rồi, khiêng hòm bia là các thầy Levi và các thầy tư tế. Các tư tế sẽ lo phần khác. Thầy Levi đi, cho nó chính xác. Thì cái ông mà đỡ hòm bia không phải là Levi. Thì cái tay dơ, đúng không? Cho nên không phải là Chúa không ác gì hết, cứ đúng là mà làm thôi. Cho nên ông đụng vào ông không phải là Levi, ông đụng vào tôi phạt chết là đúng rồi. Đó là chiếu theo luật gì? Luật thánh thiện, đúng không? Đúng không nè? Các bạn hiểu vấn đề nha, chứ chúng không ác gì hết á. Xin mời cứ việc đụng vào nhá. Ở đây là ví dụ đó. Chúng ta qua cái quyển thứ tư. Các con số. À, this morning, cái này toán học này. Có cái môn số học ở trong toán, có môn số để nói là các con số. Numeri đó, tiếng Hy Lạp, tiếng Latin là numeri, number mà. Number là số nhiều. Muốn nói cái gì? Thì chúng ta thấy người ta muốn nói tới là trong sách á, nó có các cái danh sách là một này. Danh sách là gì? Dân số á, bảng biểu là con số rồi. Tính toán, ghi nhận, kiểm tra dân số. Đó, nó có liên quan con số. Và trong sách dân số này có hai lần kiểm tra dân số. Lần thứ nhất là chương 1 và chương 2. Còn lần thứ hai là chương 2, 6, 2 lần. Thì chúng ta con số thôi nhé. Quyển thứ 5. Của mình gọi là đệ nhị luật, nghĩa là gì? Là luật thứ hai, đệ nhị đó, luật thứ hai. Chúng ta dịch cho nó ra, cho nó dễ hiểu là luật thứ hai đôi cho rồi. Deutero, đấy, tiếng Hy Lạp đó, là thứ hai. Nomion, nomos là luật đó, luật thứ hai, nó gọi là từ ghép nhé. Và tiếng Latin bắt chước theo thôi, Deuteronomium. Luật thứ hai là luật nào? Luật thứ nhất là luật nào đúng không? Luật thứ hai là luật thứ nhất cái gì? Hãy được phải giải đáp những câu hỏi đó. Chúng ta thấy cái chữ luật thứ hai này lấy từ đâu ra vậy? Chúng ta lấy từ đệ nhị luật chương 17 câu 18. Nội dung như sau. Nói liên quan tới ông vua đó. Đời Chúa dặn này, khi lên ngôi chỉ vì ông vua phải viết cho mình một bản sao của luật này. Đây là luật đấy. Một bản sao của luật này và một cuốn sách. Sao y bản chính á hả? Sao y của bản các tư tế là nên đi truyền là cái bản chính đấy. Đấy, ông vua là phải viết là photocopy ra ha.
rồi cầm lấy gối trên đầu ông bà mà khi nào người bạn lấy ông bà đọc để sống lời Chúa mà cai trị dân, đúng không? Bao nhiêu? 17, 18 khoảng cơ. Chương 17 có 18 đúng chưa? Rồi. Thì cái chỗ mà bản sao của luật này đó, đó bản Hy Lạp thế này, có cái tô màu đỏ ở đây này, Deuteronomion đó, nó thì chỗ đó là đệ nhị luật, nhưng mà người ta dùng là bản sao đó. Bây giờ cái luật thứ hai là cái luật nào? Để cho ta đi tìm nha. Luật thứ hai là luật nào? Ta không cần biết nha, ta phải đi tìm. Có lẽ ở cái chấm thứ hai đó, có lẽ là bộ luật được Mô-xê công bố tại đồng bằng Mô-áp. Chúng ta thấy Mô-áp là cái chỗ mà dân trước khi đi vào đất hứa dừng vào đó, đó là hết sắc đó, đồng bằng Mô-áp. Thì ở đó chúng ta thấy là Mô-xê có làm một giao ước thứ hai, gọi là giao ước Mô-áp để chân. Chúng ta thử kiểm tra xem là chương mấy. Chúng ta mở đệ nhị luật chương 29 câu 9 á. Người ta cho mình cái tiết là giao ước tại Mô-áp, để cần thiết sách rồi nha. Đó, chúng ta bảo Mô-áp có một cái giao ước thứ hai nữa, gọi là giao ước Mô-áp đó. Thì chúng ta nhớ nha, giao ước là phải đi kèm với lề luật của cha. Mỗi giao ước là phải có luật đi theo để hướng dẫn dân sống luật, để hướng dẫn dân sống giao ước đó nha. Giao ước Sinai có luật không? Có luật gì? 10 điều răn, đúng không? Đúng, chúng ta có 10 điều răn nhỉ? Và cộng thêm bộ luật nữa cơ, gọi là bộ luật giao ước nữa cơ. Nhưng mà đại khái chúng ta thấy có 10 điều răn. Đấy. Thì giao ước Mô-áp cũng có luật Mô-áp nhé. Vậy người ta đoán luật Mô-áp ở đây chính là gì? Đệ nhị luật đấy, chính là luật thứ hai đó, được chưa? Luật thứ nhất là cái gì? Luật thứ nhất là cái gì? Sinai, đúng không? Đấy, cho nên luật thứ hai là luật của đồng bằng Mô-áp. Đấy nhé. Mà chúng ta chỉ có nghĩ như thế, nó có chắc không á? Đi suy, đi tìm là rất là khó. Ta hiểu đơn giản như vậy nhé. Thứ nhất chính là giao ước Sinai, đúng không? Thì con luật thứ nhất là luật Sinai, một điều răn đó nhé. Và giao ước thứ hai là giao ước Mô-áp, đề nghị luật, luật thứ hai là luật là bằng Mô-áp. Rồi xong. Thôi là chỉ có cái điểm, chúng ta chuyển qua điểm thứ ba. Ở cái điểm này thì thôi chúng ta đọc cái phần nội dung này thôi. Nó tập trung vào cái ý gọi là gì? Cách nối kết sắc là cái chỗ này nó thực tế hơn, còn cái liên kết nội dung nó đọc ở trong đó trong quá trình nhé. Chúng ta tập trung vào kỹ thuật gắn kết để xem hay là nối kết để xem. Bây giờ người ta chia năm quyển như thế nào để đạt cái câu hỏi đó, đúng không nào? Chia như thế nào? Một cuốn là chia thành năm, chia như thế nào? Chúng ta chỉ cần chia nha. Chúng ta mở câu cuối cùng của sách Sáng Thế nào, mở đây. Câu cuối cùng sách Sáng Thế. Chúng ta phải mở mới chứng minh được. Như vậy là chương 50 câu 26 của chúng ta đọc này. Ông Giuse qua đời,
họ 110 tuổi ít quá nhỉ. Đấy, do tội mà bị hạn chế tuổi thọ ấy, đúng không anh? Chứ trước các tổ phụ là 500 tuổi nữa. Để tội nhiều quá. Người ta ướp xác ông, đặt ông vào quan tài ở Ai Cập. Và tập trung đang nói về ông Giuse quan ở đúng không nào? Và câu cuối cùng của sách Sáng Thế, chúng ta mở câu đầu tiên của sách Xuất Hành. Sách Xuất Hành chương 1 chúng ta đọc và 6 câu đầu thì nó mới thấy được. Đặc biệt là câu số 6 đó, câu số 5 đi, câu số 5 đã có rồi, câu số 5 nha. Dòng giống ông Gia-cóp tính tất cả là 70 người. Ông Giu-se thì đang ở bên Ai Cập. Và ta trở lại câu Sáng Thế ở trên có nói cái chuyện đó không? Ông Giu-se có đang ở Ai Cập không? Nào xác định đi, có không? Có, đúng rồi, vừa đọc xong rồi này. Đọc nhé, đọc lại câu 5, câu 26 nhé. Câu cuối á, ông Giu-se qua đời. Cái chuyện qua đời thì không để bà, nhưng ông Giu-se cái đã đúng không? Người ta đặt ông vào một quan tài ở Ai Cập, thì ông Giu-se đang ở Ai Cập đúng không? Đối kết chưa? Đấy, lập lại cái ý ở đây không mục đích là gì? Người ta lập lại cái ý ở cái câu cuối. Câu 6 sẽ đọc sang là cái gì nè? Rồi ông Giu-se qua đời chúng luôn, đúng không? Đấy, thế là đủ rồi. Amen. Như vậy là gì? Cái mục đích ở đây gì? Người ta cái đấy, cái câu nội dung câu cuối của cuốn này lắp y như vậy ở cái đầu cuốn, cho nên chúng ta cùng cái hình như thế nhá, để móc nó vào giống như là cái gì, cái mình hay treo ở cây mai đó, đó đó đó, cái cuối móc vào cái đầu nó phải giống nhau cơ, được chưa? Và tìm lại tiếp nào, bắt đầu chúng ta lấy câu cuối của sách Xuất Hành nào, lấy đi, tức là chương 40 câu 34 á. Ba bốn tới ba tám. Đám mây che phủ lều hội ngộ, vinh quang Đức Chúa đầy nhà tạm. Nhà tạm với lều hội ngộ là giống nhau, là một đấy. Người ta biết như vậy, ta hiểu cái đại khái là một thôi. Ông Môsê không thể vào lều hội ngộ vì đám mây ở đầu ở trên đó. Vinh quang Đức Chúa đầy tràn lều hội ngộ. Thôi tới đó thôi là có thể nối kết được rồi. Đọc tiếp hết luôn cái điều nha. Chúng ta lấy sách đầu Lê Vi, sao có giống không? Nào, Lê Vi 1:1. Đức Chúa gọi ông Môsê và từ lều hội ngộ người phán với ông. Nào, ai đoán đây nó giống ở cái điểm nào nào? Đó, rồi gì nữa? Đức Chúa, đúng không? Và ông Môsê không? Đó, giống không? Nhưng mà chính yếu vẫn là lều hội ngộ nha. Điểm giống nhau để móc nó vào đó. Tiếp theo y như cái làm như thế. Câu cuối của sách Lê Vi chương 27 câu 34. Đó là những mệnh lệnh Đức Chúa đã truyền cho ông Môsê, nói là cho con cả Israel trên núi Sinai.